Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Nhất thể hóa, con tạo sao khéo chiều người. Bài viết do Jamie Nguyễn Hữu Vinh biên soạn, quan trường trình bày. Kính thưa quý vị, ngay sau khi cái chết của Trần Đại Quang, dư luận người dân Việt Nam đã cho thấy rằng đây là cơ hội vàng của Nguyễn Phú Trọng để chiếm lĩnh nốt chiếc ngai vua trong chế độ Cộng sản. Cái cơ hội vàng này được nhiều người cho rằng nó là một ván cờ đã được định sẵn từng nước đi. Và cái chết tức tưởi của Trần Đại Quang đang đặt nhiều nghi vấn trước dư luận, cho rằng Quang đã bị đầu độc bởi một bàn tay bí mật. Và những lúng túng trong thông tin của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về cái chết bởi virus lạ mà trưởng ban bảo vệ sức khỏe của Trung ương Nguyễn Quốc Triệu đã thông báo đã hé lộ cho dư luận thấy một sự thật đằng sau không hề êm ả. Khi mà Trần Đại Quang được lấp dưới 3 tấc đất chưa kịp êm chỗ để còn ấm ức với lại sự đau đớn của mình, thì các đồng chí của Quang đã bàn với nhau để chia sẻ quyền lợi và chiếc ghế Quang bỏ lại. Và đúng như lời đồn đoán, tại Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì màn kịch đề cử đã được diễn ra theo đúng kịch bản và Nguyễn Phú Trọng được 100% đồng ý đề cử làm Chủ tịch nước để Quốc hội bầu. Cái màn được gọi là Quốc hội bầu mang tính hài hước khá cao và cũng như bao cuộc bầu bán khác tại Việt Nam theo cách đảng cử dân bầu, mà đảng đã cử thì dân bầu chỉ có chúng trở lên. Đủ có mấy cánh tay dám không đưa lên nhất trí trước màn bầu cử kiểu này. Thế cho nên ai cũng biết rằng vở kịch đã hạ màn và nhân vật chính đã lộ diện từ lâu, và thậm chí khi mà vai vua trên sân khấu còn chưa kịp xuống khỏi ghế diễn. Nhìn lại sự kiện này, người ta thấy nhiều điều rất rõ nét. Đó là việc một nhân vật đã từng ngạc nhiên khi mà được Đại hội Đảng tín nhiệm bầu ở lại và giữ chức Tổng Bí thư Đảng. Mặc dù trước đó, chính ông ta đã phải vật lộn vất vả để tạo ra những quy định và những hạn chế và những tiêu chuẩn nhằm loại trừ các đối thủ của mình mà độc chiếm cái ghế quyền lực vô biên đó là Tổng Bí thư Đảng. Thử xem đoạn đường dẫn đến sự ngạc nhiên của ông ta như thế nào. Bằng việc buộc Trung ương ra quy định về Tổng Bí thư phải có các tiêu chuẩn mà chỉ có ông ta mới đáp ứng được, như là kiểu phải là Ủy ban Bộ Chính trị ít nhất là một vài khóa trước khi được bầu. Điều này có thể loại được một nhóm đối thủ trong Bộ Chính trị mới chừng ước chừng ráo vào cái gọi là bộ quái đảng này. Phải là một người miền Bắc có lý luận, và hẳn nhiên là các đồng chí ở miền Trung và miền Nam liệu kiếm đường mà tránh thật là xa ở kỳ này. Còn lý luận ư, thì đó là nghề của chàng, một tiến sĩ xây dựng đảng, một thời đã là trưởng ban lý luận Trung ương, và dù cái ban này vẫn còn được gọi là ban lú lẫn. Điều này đã loại được thêm một số đối thủ của cuộc đua và những kẻ vốn xưa nay không theo nghề lý luận. Ngày 14 tháng 8, 2017, Nguyễn Phú Trọng ký ban hành quy định số 89, trong đó quy định là tiêu chuẩn cán bộ cấp cao tuyệt đối không được tham vọng quyền lực, không cơ hội chính trị. Tuy nhiên cá nhân của ông ta thì không chỉ cơ hội chính trị mà còn tham vọng quyền lực, mà còn tìm đủ mọi cách để thực hiện bằng được những tham vọng ấy trong bất cứ cơ hội nào. Thế cho nên, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của ông ta thì ngày 18 tháng Giêng 2016, Văn phòng Trung ương Đảng đã đưa ra thông điệp rằng không có giới hạn tuổi với vị trí Tổng Bí thư. Rồi để chắc hơn, ông ta đã buộc đảng đưa ông ta vào trường hợp đặc biệt. Và thậm chí, người dân còn bảo nhau, để có thể bảo đảm chắc chắn cái chức vụ Tổng Bí thư, nếu cần, ông ta có thể có thêm quy định rằng Tổng Bí thư phải là người có đúng 71 tuổi 9 tháng mới được bầu, thì mấy triệu đảng viên vẫn cứ phải nhắm mắt mà nghe theo. Và với những bước đi, những nước cờ như vậy, thế cho nên việc dẫn đến kết quả được tín nhiệm để bầu vào chức Tổng Bí thư mà không ngạc nhiên thì là gì? Thế rồi, vai trò của Tổng Bí thư của ông ta cũng chỉ là anh đảng trưởng của một cái đảng mà ngay đối với là đảng viên cũng không còn là một điều gì ghê gớm, mà nó chỉ là một nơi tập hợp của những kẻ ô lại và cơ hội. Còn đối với là người dân thì đó là thế lực thù địch của nhân dân, như là chính đảng đã khép người dân làm thế lực thù địch của đảng. Thế cho nên, việc danh chánh ngôn thuận trong việc muốn đưa đất nước đi đâu thì đi, cũng như là khi ra ngoài gặp các lãnh đạo các nước khác của phần còn lại thế giới là một điều khó khăn.
và việc chiếm luôn cái ngai vàng mang tên Chủ tịch nước là một điều mơ ước. Tuy nhiên trước đó, khi chưa có cơ hội để nắm chắc cái ghế Chủ tịch nước thì chính ông ta nói rằng Bí thư kiêm Chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông? Việc lo kiểm soát lẫn nhau vốn là cái cách hành xử xưa nay trong đảng. Mà khi mà mỗi người cố thủ ở cái ghế của mình bằng mọi cách để kiềm chế và sẵn sàng chọc tiết lẫn nhau vốn là nghề riêng của người Cộng sản. Thưa quý vị, người ta vẫn chưa thể quên hình ảnh của ông ta đứng trước hội nghị trung ương đảng đã ấm ức khóc tức tưởi khi mà chưa hạ thủ được đối thủ của mình trước đây, đó là Nguyễn Tấn Dũng. Thế nhưng khi mà cơ hội đến trong tầm tay nhờ cái chết đột ngột uất ức của đối thủ của mình thì ông ta không sợ ai kiểm soát nữa mà chính ông ta bỏ phiếu cho mình chiếm luôn chiếc ghế Chủ tịch nước. Có thể thấy rằng việc người Cộng sản xưa nay nói xuôi làm ngược, dối trá bất nhân là điều không lạ. Có điều, một Tổng Bí thư đảng mà sẵn sàng liếm ngay bãi nước bọt của mình mới nhổ ra thì có lẽ chỉ có ở tư cách của những người Cộng sản lãnh đạo đất nước mà thôi. Và cũng vì thế mà đừng nói đến lòng tin, đến uy tín hoặc là đừng hy vọng điều gì ở những lời nói của lãnh đạo Cộng sản. Đến bây giờ, ông ta đã chính thức lộ rõ bộ mặt vốn nham nhở được đám bồi bút tuyên huấn tô vẽ lên bằng sự bình dị liêm khiết. Riêng tôi cho rằng việc Nguyễn Phú Trọng chiếm luôn chiếc ghế Chủ tịch nước không chỉ là một điều lạ mà thậm chí còn tốt hơn. Bởi vì trên thực tế, dù có Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Chính phủ v.v. với hàng hà sa số, các cơ quan, các văn phòng và bộ sậu và tất cả nhung nhúc góp thành 11 triệu người ăn lương trên 90 triệu dân kia thì cũng chỉ có duy nhất một người có quyền lực, đó là Tổng Bí thư Đảng. Đảng là tất cả, đảng trên mọi văn bản luật pháp, trên mọi cơ quan quyền lực cao nhất của nước là Quốc hội, lãnh đạo cả Chủ tịch nước và Thủ tướng. Còn cái gọi là Quốc hội chỉ là một cái gánh hát đã lỗi thời. Vì vậy, mọi điều đảng đã nêu ra thì tất cả là mệnh lệnh, là bắt buộc. Đảng thò tay vào tất cả mọi lĩnh vực, đời sống mà chỉ đạo, mà lãnh đạo một cách tuyệt đối. Do đó, nên tập trung tất cả các chức danh như là Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ vào tay của Tổng Bí thư cho gọn. Bởi có như vậy, thì đồng tiền thuế của nhân dân sẽ giảm được biết bao nhiêu khoản khổng lồ nuôi cả hệ thống khủng khiếp từ trung ương đến địa phương, mà thực chất là chỉ để làm cảnh mà thôi. Bởi vì thế, người dân chỉ biết một cửa để mà xin đường sống cho mình, đó là đảng. Và thêm một điều rất rõ ràng nữa là đất nước đỡ biết bao nhiêu quốc tang trong thời gian tới, mà mỗi quốc tang đi kèm với lại lăng tẩm, nghi lễ cũng như nhiều sự phiền toái khác. Và cuối cùng, thì khi mà quyền lực đã được tập trung tất cả vào tay của Tổng Bí thư, thì đất nước mới hy vọng có một Saddam Hussein hoặc là một Gaddafi trong tương lai gần. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Nhất thể hóa, con tạo sao khéo, trêu người. Bài viết do JB Nguyễn Hữu Vinh biên soạn, còn chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình bình luận lần tới. Xin kính chào. Nha Trang biểu tình rồi, sáng ngày 10 chủ nhật